Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả quý vị cùng với chúng tôi chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới mà chúng ta đang học đó là giới đại bồn ứ. So the precept that we are learning is the serious line. Như chúng tôi trình bày ha, những cái bồn ứ, những cái lỗi hay bồn ứ mà mình nói đó, thì cũng tạo tội tạo nghiệp đó, nhưng mà cái tội đại ngôn ngữ thì rất là nặng. So like I mentioned before, when we tell lie, definitely we raise the bad karma. But in Buddhist view, having the serious lie or claiming oneself that one has become Buddha or Bodhisattva or Arhat, that is a bit like, it is a serious lie. Tự mình tự xưng mình chứng thánh quả, thành Phật, thành Bồ Tát, A La Hán, đó là tội đại ngôn ngữ ha. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về phần này. So like last time, we discussed about some types of lying, tail lying, having the harsh speech, having the deceive speech, or double tongue speech. Như chúng ta có học qua không? Những cái tội thông thường mà chúng ta thường phạm phải đó không? Trong cái tội vọng ngữ đó, như là nói láo, nói lửa đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời thiêu dịch. With those offenses, yeah, definitely we trade the bad karma, but it's not grave or serious like a bit like that claiming oneself to be Buddha, Bodhisattva, Arhat. Và một lần nữa đó ha, những cái tội mà nói láo, nói lửa đôi chiều, nói thô ác, nói lời tiêu diệt đó, thì cũng tạo tội tạo nghiệp đó, nhưng mà không bằng tội đại ngôn ngữ. Why is that? Tại sao vậy? Vì khi mà mình chưa chứng thánh quả, mình đã nói mình chứng rồi đó, mình gạt gẫm không phải con người mà là quỷ thần, cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh ha. So why is that? Because even we still human, but we claim ourselves
as Buddha, as Bodhisattva, the Arhat, and so forth. That is the way we cheat all the people. We cheat the spiritual beings. We cheat the Buddha as a Bodhisattva. Đây là cái giới mà Đức Phật Ngài nhắc những cái vị mà thọ giới Bồ Tát phải nên tránh hơn. So that is why for those who are going to receive Bodhisattva precept need to recognize and stay away. Thì chúng ta đó nhìn thấy bên ngoài hơn có rất là nhiều tôn giáo. Những tôn giáo lớn như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Công giáo vân vân. So besides Buddhism, we have Christianity, Catholicism, Muslim, and so forth. They are the one of the largest religions in the world. Đó là những tôn giáo có số lượng tín đồ đông trên thế giới ha. Và có rất là nhiều Phật tử khi tuy rằng là tu theo đạo Phật, tuy rằng đã quy tam bảo rồi, đã thọ năm giới rồi, nhưng nếu không có chánh kiến có thể đi lầm lạc theo những tà ma ngoại đạo ha. So for those who have taken the three refuges and five precepts, if they don't have the basic understanding of Buddhism, they may stray away from Buddhism to follow those deviant religions. Và đặc biệt hơn ở Việt Nam đó, cũng có những cái người mà họ lập ra những cái tôn giáo rất là lạ lẫm hơn. So for example, in Vietnam, we have some people who develop some kind of religions. That's very strange. Ở Việt Nam thì chúng ta có những tôn giáo lớn như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Hồi, Tinh Lành, hay Hòa Hảo, hay Cao Đài. So in Vietnam, besides Buddhism, we have Catholicism, Christianity, Hòa Hảo, and Cao Đài. Và cũng có những cái đạo hơn, những người mà họ tự lập ra những cái đạo như đạo chuối, đạo xôi, đậu giờ, đậu dừa. So there's some people they establish alternate on path like the banana religion, the sweet rice religion, or the coconut religions, and so forth. Và cũng có những cái đạo mà họ tự xưng là giáo chủ, tự xưng chứng thánh quả. So there's some paths, some groups of cults that claim themselves the leaders claim themselves as Buddhas or holy people, như là đạo vô vi của ông Lương Sĩ Hằng chẳng hạn, và thường gọi là ông Tám, ông ta đã mất rồi. So like the vô vi cult that was created by Lương Sĩ Hằng, he passed away already. Cái đạo này đó không, họ dạy cho những người theo là xuất hồn. So this cult taught its followers how to get
get out of the physical body, they want to let their spirit go out of their body so that they can go somewhere else in the universe to study from others, holy people. Trong cái đạo vô vi này đó thì họ dạy đó là xuất hồn để đi chỗ này chỗ nọ để học đạo ha, và rất là nguy hiểm. So this kind of cult is very dangerous because as long as you let your spirit go out your body, it's like you live in your house. Our people may come and take over your house or hijack your mind. Nên khi mà mình để cái tâm của mình ha, để thần thức của mình mà gọi là xuất hồn á, thì rất là nguy hiểm. Cũng giống như cái nhà mình bỏ trống thì cũng có những vong linh, những thần thức khác họ muốn nhập vào làm cho mình điên loạn. So if we let our spirit to go out of our body, it's very dangerous because the moment that we leave our body, the other spirit, a ghost, they may enter our physical body, and again, we will act up crazily. Cái thân của chúng ta cũng như là cái nhà, mà nếu mà cứ để cái thần thức chúng ta đi ra ngoài để xuất hồn á, thì cũng như là mình bỏ nhà trống, ma quỷ có thể nhập vào, mình thành điên loạn luôn, nên rất là nguy hiểm. So we have to be careful because as well as someone claims themselves to do meditation, but they let their spirit go out of their body, and again, the ghost or the spirit may enter this physical body, and they make us be crazy. Rồi cũng có những cái đạo làm gọi là dân điện hay chữa bệnh bằng dân điện. There's some cult that use the human energy, what we call in general bodily identify, to serve as the medical treatments. Nhưng mà thực sự cũng là rất là nguy hiểm. So, but this is very dangerous if they use some type of methods, if they don't know how to control the energy of mind. Rồi cũng có một cái đạo mà vẫn còn thịnh hành đến bây giờ, đó là đạo của bà Thanh Hải, tự xưng là Vô Thượng Sư. So this is another cult that was created by Thanh Hải. She claimed herself as a supreme leader. Bà ta vốn có gia đình, có chồng bác sĩ người Đức, rồi sau đó xuất gia theo đạo Phật ở Đài Loan, rồi sau đó lại qua bên Ấn Độ học theo đạo Sikh, học theo những cái thần chú của đạo Sikh đó, rồi trở về, rồi lập ra cái đạo này, đạo Thanh Hải này, làm bịt lỗ tai, rồi trùng bệnh, rồi nó là câu thông với Thượng Đế. So this lady, she got married with a German doctor before. After that, she went to Taiwan to become a Buddhist nun for a while. After that, she went to India to study with some Sikh teachers and obtain some type of special teachers, special mantras. Afterwards, she went back to the state, British people. The one arm has been to recognize the inner sound, and she teaches others to cover the body's
with the blankets while they do meditations. Thì thực sự ra đó là bà ta tự xưng là vô thượng sư. Đương nhiên cái đó là danh từ khống, không có thật, chỉ có Đức Phật mới được xưng tán là Đức Vô Thượng Sư thôi. So she claimed herself as the supreme leaders, but that is the fake one, because only Buddha can claim himself as the most supreme teachers that teach every sentient beings, invisible beings. But for her, she can claim herself as supreme leaders or teachers. Và thường nếu chúng ta để ý kỹ cô ta cũng dạy giữ năm giới, rồi ăn chay, rồi làm thiền vân vân. So she still use some part of Buddhist traditions to teach her followers, like the five precepts, being vegetarians and so forth. Nhưng thực chất ra đó, cô ta lại dạy những cái điều không đúng với chánh pháp. So, but basically she just used those basic teachings of Buddhism to cheat her followers. Và trong kinh Niết Bàn đó, Đức Phật ngài có dạy đó, trong đồng hợp pháp đó, thì cũng có những ngoại đạo dùng lấy Phật pháp rồi pha chế là họ tự xưng đó là đạo của họ. So in the Vana Sutras, the Buddha has mentioned that in the future there's some leaders who use some parts of Buddhist teachings and they modify those teachings into their theories and practice to create a cult, and they claim themselves that they create those kind of cults. Nên đó là điều mà Đức Phật ngài có nhắn nhủ có nói trước. So those things are the problems, the issues that the Buddha have warned before he entered Nirvana before. Và còn rất là nhiều những cái đạo mà hiện hữu bây giờ. So of course it's all kinds of cults that people develop for their self-interest. Và trên thế giới đó thì có Pháp Luân Công, bây giờ cũng rất là nổi tiếng. So nowadays worldwide we know Falun Gong is one of the most popular cults that people could recognize of. Thì đạo Pháp Luân Công này đó là do ông Lý Hồng Chí sáng lập từ năm 1992 đến cuối những năm 90 đó, thì ông ta tự nói rằng có khoảng chừng 70 đến 100 triệu người theo đạo này. So this Falun Gong cult was developed by Lý Hồng Chí, a Chinese man, in 1992, and in late 90s he claims that there were around 70 to 100 million people who follow his cult. Đương nhiên đạo này đó bị
đặt ra ngoài vòng pháp luật ở Trung Quốc. So this Falun Gong cut was outlawed in China in 1999. Thì thực sự ra đó đạo pháp luân không này đó cũng giai mượn những cái giáo lý của đạo Phật rồi lão giáo rồi khí tập khí công lẫn lộn trong đó rồi dạy chính tín đồ. So this Falun Gong cult, they use some portion of Buddhist teachings, Tao teachings, as well as the practice of qigong, physical exercise, like yoga. Và đương nhiên Lý Hồng Chí này đó tuyên truyền là ông ta là người mà sáng lập ra cái thuyết nhiều cái thuyết để dụ dẫn hết những tín đồ như là thuyết mật pháp chẳng hạn. So this leader Lý Hồng Chí, he established some kind of theories about the Dharma ending periods that he is the gods to rescue all sentient beings, and even he is far better than Buddha's gods and so forth. Thì ông ta góp nhặt những cái giáo lý của những tôn giáo lớn, trong đó có Phật giáo, Đạo giáo, Lão giáo, cả Thiên Chúa giáo hay Do Thái giáo v.v. Và ông ta mới nói rõ là làm những gì ông ta dạy đó, những tín đồ làm những gì ông ta hướng dẫn đó thì sẽ được cứu vớt. So he claimed himself that whoever follow him, people will be rescued. Và cũng nói rằng ông ta có tạo ra cái thuyết và sáng tạo thế giới, có chư thần cai quản những cái việc của thế gian này, tín thổ của Pháp Luân Công là chư thần cứu vớt chúng sanh. Và ông ta cũng nói cũng imply là ông ta là đấng cứu thế đó. So he established the theories or the scam that his followers are heavenly beings who come down here to rescue beings, and of course he followed that type of scam to imply that he is the greater of all sentient beings. Và cái thuyết nữa đó, ông ta nói là thuyết tạo ra cái thế giới pháp luân, cõi pháp luân cũng như là cõi tây phương cực lạc của Phật giáo đại thừa. So he established not the theories about the turning wheel realms that's similar as the Pure Land traditions, the Pure Land of Amitabha Buddhas. Nhưng ông ta cũng nói rằng cõi này cao hơn cõi Tây Phương Cực Lạc, và ông ta là giáo chủ, là kẻ tạo ra cái thế giới này. So he said that this will turn in realms is much better than the Pure Land of Amitabha Buddhas, and he is the one who drained that will turn in realms. Và ông ta cũng lập ra cái thuyết là ai mà tập Pháp Luân Công á, chữa hết tất cả bệnh, bệnh tai ương hoạn nạn gì, bệnh nan y gì cũng chữa hết. So he claimed that whoever practiced his cult would
would have the ability to treat all kind of illness, even the most serious one, like AIDS or cancer. Và chúng tôi cũng có nghe có những cái Phật tử tuy rằng là đã quy tam bảo rồi, đã thọ năm giới rồi, mà vì không có chánh kiến, không có lập trường, không có hiểu được Phật pháp rõ ràng, không hiểu Phật pháp căn bản, nên bị lầm lẫn vì những cái đạo này. So I have heard some even Buddhists who have taken to refuses and thought he is it, because they may not have basic understanding about Buddhism. They may go astray from our tradition to follow this type of cult. Và một trong những cái điều mà ông ta quảng cáo đó, khẳng định đó là tín đồ của ông ta là chắc chắn là thoát khỏi ba cõi, xóa sổ khỏi địa ngục, không còn bị đọa địa ngục nữa. Điều này là điều rất là tệ hại, đó là gạt gẫm con người. So for him, he claimed that whoever follow his cult will get out of the three realms of the system, like the desire realms, the form realms and formless realms of Buddhism, as well as they would not fall down into the hell anymore. So this is the scam that he want to attract the followers. Nên chúng ta biết hơn cái điều này đó hoàn toàn sai trái, hoàn toàn là tà kiến. Dẫu là Phật tử, nếu mà mình theo lời Phật dạy, hành trì ngũ giới, mình bố thí cúng dường làm phước, thì mới không có bị đọa lạc. So even as a Buddhist, if we follow the five precepts and help other people and so forth, we would not fall down to the lower realms of the system, like the hell or the animals realm. Nhưng nếu mà chúng ta cố tình không làm đúng theo những điều gì Phật dạy, như trộm cướp, giết hại người khác, khoan đối vấn đề mình bị đọa vào địa ngục trong đời sau, trong hiện tại cũng sẽ bị tù tội. So even someone claims himself as Buddhist, but if they kill, they steal, harm other people, definitely they would stay in the jail, they would be put in the jail, not talk about falling down to the lower rank of assistant. Và không phải là người Phật tử, bất cứ ai, bất cứ người nào, theo bất cứ tôn giáo nào, và phạm những cái lỗi căn bản này, giết người, trộm cắp, vân vân, là không thể nào được cái xã hội loài người chấp nhận, cho nên họ phải ở trong tù tội, khoan nói chuyện và bị đọa đi ngục. So regardless of the decisions people follow, if they commit the killing, the stealing, or cheating offenses, definitely they would need be accepted in the human communities. That's why they may be put in jails. So we don't need to talk about the hells, but we have the hell on earth. That's been the jails. Nên người nào mà tự xưng nói theo cái tôn giáo đó